Sáng nay, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ khai mạc hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ dáng huấn luyện năm 2021 với sự tham dự của 14 đội đến từ Ban Chỉ huy quân sự phường. Hội thi diễn ra trong 2 ngày. Các đội tham gia tập trung vào các nội dung như vật chất, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, vật chất huấn luyện đội ngũ chiến thuật, vũ khí tự tạo, mô hình huấn luyện chống khủng bố biểu tình, phòng chống lục bão, phòng cháy chữa cháy, mô hình huấn luyện chiến thuật. Phần thuyết minh, các đội phải thuyết trình mang tính phù hợp, trưng bày, bố trí đầy đủ vật chất huấn luyện, các trang thiết bị theo yêu cầu hội thi đề ra, tổ chức xây dựng giáo án, bài giảng huấn luyện binh khí, kỹ thuật bắn súng, huấn luyện công binh, phòng không, pháo binh.